Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2021 thì cô sẽ livestream ở kênh LNB TV. Anh em nào có muốn xem livestream thì anh em nhớ đăng ký kênh LNB TV ở cái link này nha anh em. 15:30 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile để đi tầm ma ảo cảnh. Và 20:30 từ thứ hai đến thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Nhớ đăng ký kênh LNB TV. Khi mà mình có livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo liền nha. Dưới hai team nha, cùng luôn ở ngoài nó với nhau nha. Có dùng chung nó vô, có dùng chung nó vô nè, nó vô cả nó vô đông nè. Hai ngày kim một kim này nè, mời nè nè. Ôi xà, cho nó chạy ra ngoài mà máu đi. Ai nó chạy ra nó vô nó cấu máu mình chơi vậy đó. Ở ngoài nó với nhau nha, mở bít đi, mở bít đi, mở này giờ rồi. Thì ở ngoài nó với nhau, ý nó là ở ngoài nó với nhau thôi, em chỉ muốn nhắn nhủ vậy thôi à. Có nghĩa là nó mở mít này giờ luôn, chắc bố kêu đoai mở mít miếc. Cô điên lắm. Từ từ. Có ra ngoài không? Ra ngoài nó thèo nó tí nè, mở mắt vẽ chưa? Dạ, chưa. Đây. Nó là đúng, ra trước đấy. Ơi, có tiêu dao, có tàn kiếm, kiểu luôn nè. Trời. Một thằng chết. Chạy vô. Có tiêu dao như vậy. Con trương ca. Với mọi đấy. Dương môn. Ca tiêu dao nữa hả? Tiêu dao à. Có trương ca hả? Không biết. Có đồ gì không vậy? Chạy nhanh kìa mớ. Anh chạy nhanh kìa. Kêu con gắm đi qua. Anh qua trước. Em trong đây đi. Quá đi. Quá đi gặm đi. Còn trương ca. Rồi, chắc là hiểu. Đừng ra chết. Và đừng có kéo người về nha. Giờ chụp vô trong lại. Tôi giao á. Vô trong. Dưới có hai team ấy nha, có dương môn cùng lương cái kiểu á. Ở giữa hai team nó quạnh nhau, có nó lên. Từ nhà nó xa vậy. Nhà tăng. Này ngoài. À, có máu này mọi ơi. Máu này đâu ngoài ơi. Ôi, nhìn lên. Rồi đang chạy đi. Trời, để thằng cướp nó quay nó ăn bà đó rồi. Khi nó có bất tử nó tới nó ăn luôn rồi. Ngăn đi. Mình ở tầng trong này mà nó ở ngoài này mà. Mình làm sợ hơn chạy chụp lại nó. Nó từ sáng nó xuống. Làm chạy tới mức cục máu. Quỷ, đã hồi máu đã lâu rồi chạy tới mức cục máu rồi. Phải chi mở tới nhanh thì mở anh tới chứ mà. Không bao giờ nữa chị. Cẩn thận nha, anh đang còn ở trong. Ừ, có gì dông vào trong nha, tám có âu tượng nha. Anh có bất tử. Anh lên trên kìa. Đứng sát cửa đi mở. Úi xà, lên tám đi, anh lên sau. Úi xà, được, lên kìa. Rồi, đủ nó như vậy. Ôi, con mình giáo nha, coi chờ. Dạ, nó chạy rồi. Em đeo ngựa trước nha. Con tươi cũng nói. Liên con ngươi phải nói chứ. Anh nói rồi mà, anh nói có thằng Thiên Dương. Nhưng mà thằng đó, tại vì anh Thiều, anh đuổi nó được. Đuổi nó được thì thôi mà anh không cần báo. Nhưng mà nếu mà có team thôi, thì em mới báo cho mọi người khỏi lên. Rồi mở đi kia. Mở đi, nó xuống bây giờ á. Ủa mở. Này. Mở xuống cổng dưới nè bà ơi. Đi xuống dưới đi. Chắc phải con rùi đi. Bực ghé. Rồi mở luôn. Mở đường luôn. Máu. Ăn đi, ăn máu đi, gặm đi em. Có cục máu gặm ơi. Trời, cho xuống chung luôn nha. Ôi xời, tôi thúi ghê á thôi. Dẫn xuống trước cho. Đóng nha. Đây đây.
cha là mấy cái con ruồi như bực ghê luôn á, ruồi mua ra lo ăn không biết ruồi lo chết tao mà con ruồi đó mưa còn mũi đem đi con ruồi ruồi đi chỗ mưa ruồi này mình lên đi gần thương nhân thế nhở thế mình lên gần thương nhân thế nhở này năm mơ bảo bao nha đây đây mà đây có trần có thiên dương có thiên dương nghe có thiên dương chạy đi có thiên nhẫn nữa kìa kê rút đi về đi về đi về đi về đi về đi về đi rồi cậu nhiên cái bị lắc rồi có thiên nhẫn thì ba bị lắc có ý thiên rồi thiên nhẫn thiên vương vậy là trương cá Xuân ơi. Mệt mỏi quá. Đâu qua. Có chờ em chạy chạy lên trên đi, chạy lên trên cho mất cái kia đi. Sao mà tự nhiên Huy Thiên gì mà ở trên ngồi tém đó nha. Ừ, chạy đi, thằng Công Long đang quấn anh ở bên bên 7. Chạy đi. Vô trong á. Vô trong. Vô trong lên đi. Tự nhiên bị lắc rồi. Rồi nè. Ok, không sao. Cứ từ từ. Ôi có tìm, có tìm nha. Ra luôn. Con gì bực ghê, đang quẩn một cái bú. Rồi, không có thành sân rồi, toi rồi. Không còn ngừa luôn rồi, để mới thật sớm. Mọi người chứng cây đi. No. Có gì à Dũng công an à Dũng BC3 chào Dũng lâu lắm gặp Dũng giống ở đan mình mà kim gốc là hồi máu đi cho ra một cái nguy hiểm nó có gì để tí em tự đi mua thành sơn cũng được ở trong lại khu cũ mình đi khu mở nè hay à cái bên mở nè mở ơi tham hai mở nhiều kẹt luôn tụi bên ăn hết luôn 8 trống nha xuống 22 đi đứng 22 được rồi 23 đóng rồi 21 đóng rồi chàng kia hay 425 đưa gì vài mượn tự nhiên cái Huy Thiên nó bị lỗi ta tự nhảy Huy Thiên mà như trên đất vậy đó tự nhiên nghệ chín chứ còn người ông mập mới là ông nào vậy ta em nên chín cho à ngoài thì có thằng cơ nha ừ thằng cơ lại như có tìm có tìm có tìm có tìm thiên dương nha thiên dương trường ca thiên nhẫn nha thiên dương trường ca thiên nhẫn nha em đi có đây nha bắt đường trường ca bắt trên này có tem nè trên nhỏ trên có tem bắt đường trường ca anh mất bỉ hết tay thấy chưa Huy Thiên tự nhiên đi bộ không mà nè tìm đang ở dưới em ơi tìm đang dưới sợ quá vậy tự nhiên cái Huy Thiên đi bộ không biết ta máu kìa ở dưới ở trên nó có tem tăng kiểm năm đục nào nữa hình như trường cả trên có tăng kiểm năm đục vịt cá nha coi nha thiệt luôn á tự nhiên Huy Thiên đi bộ vậy không dám đây không dám từ để em lên coi thử em đưa mua đồ nhá năm đục có năm đục thành cho nha đừng lên thầy ơi nhưng muốn huyền thủy á hiện giờ giờ lại thấy dập được rồi nè chắc tôi còn 3 cái mua đồ được quá à tôi cứ farm đi không kỳ giật sao nữa đứng đó nha em đi mua đồ cái mua trong farm đó nó đứng nhau rồi hai thằng treo nó đứng ở sống nó cầm một đồ trang hát gì chắc
Phan đi nha, em đi mua đồ cái. Đi mua đi. Kêu nó nghiếu một luôn em ơi. Một làm gì? À chưa ra, quên. Mẹ chị sợ. Nhảm tí thôi mà. Ừ, có vành sơn. Có vành sơn rồi nha, có vành sơn, có vành sơn rồi. Có chuyện có ai không? Có không, không có ai hết trơn á. Tôi lên tôi mua con người khổ của ai. Ta xà con là mi. Gì vậy trời? Xong hết à? Xong hết nha. Bao kích nè, bao kích kìa. Bao kích. Chứa nó đam mi lon đấy. Nó tư đảnh luôn. Đúng đau khổ vậy. Ở trong có tem kìa, ở trong có tem nha. Trong có làm đi lẻ. Đi vô đi trong. Đi đi. Để mua trước cho. Yeah. Đó, nó ra này, nó ra này. Nó ra thì nó chết. Trời ơi, má nó dặm kìa má ơi. Nhỏ này chết, nhỏ này chết. Rồi. Thiệt luôn á. Đây, chung bây giờ tự hành tự nha. Tao tự bút 7 rồi. Kìa, 7. Tăng kiểm, BB. Ai đang 6 nha, nó đang 6 nha. Máu là mỡ, máu thì mỡ. Ủa, mỡ đầy máu hả? Quýnh luôn, quýnh luôn. Ban mình quá trời mà, team mình quá trời, quýnh luôn. Nó chết ngắt. Rồi chết thằng cái ban. Ở đây anh này nhường anh với. Trời ơi. Anh yêu máu không mà. Farm đi. Farm đi. Giờ mở farm đi. Mi hồi bảo đi cái tém ở phía trên của chị nó xuống á, tém bảo kích kìa. Cả con quái ra đây. Bên đó đứng mình. Sao mà con một luôn nè. Ăn bọt đó, con một. Đây. Đi lên đây mà có anh. Lên 8. Lên 8 mà có anh ấy. Có tem thành cơ nha, cái đạn cửa loạn nữa thì tư. Mày nhai nó dòng nha, sợ quá. Lên đứng phía 2 á, đứng phía 2 á. Anh mất bị hết rồi. Ôi trời. Đừng nói phía 2 nha. Bị hết mẹ rồi. Được ghê quá. Thì bà thả cái con đó mà bà kêu bà đợi nó. Lần này đấy. Quýnh quá nhỏ không người trời. Nè ra đấy, nó hề hòa mà. Ôi nó qua kìa, ôi nó qua nha, nó qua nha. Có chân. Nè em canh cho, quýnh đi. Tại tiếng qua em bật đầu ra cho. Quýnh đi quen em. Gọi dưỡng muôn rồi kìa. Ơi. Quýnh. À rồi, chạy nha. Có ai? Nó bên bốn em, nó bên bốn. Dương môn đồ đứa đâu á. Em kêu con gắm qua lại đi. Nó hồi phần sơn cái nó hồi lại rồi nó còn chạy nó còn đi ngay. Đấy. Ừ. Đừng góc bên này đây gầm này, có hay kiếm đừng góc bên này nè. Để ta đừng phía dưới này. Có gì chơi ta phía. Kìa, ơi nó có bức tường á, chạy. Sợ nha. Đến đây con máu này, ăn máu á. Anh mất biết rồi. Con máu đi. À bảy con máu nè, ăn không? Ăn màu đi, đâu có lan. Ngộ độc, quên luôn. Ngộ độc. Quán đi rồi nha. Sắp ăn tới đích rồi đó nha. Mẹ nó mất dạy. Rồi không sao, chạy đi, chạy. Có bức tử phía trên nè. Đâu rồi, nó đâu rồi. Quên luôn, dĩ lục nha em ơi. Anh có bức tử luôn. Một thằng. Đó rồi, em chết rồi. Không có hồi sinh mà dí ta. Ổn vậy? Thanh đi, không có hồi sinh cái gì. Rồi. Em quên để ý máu á. Rồi, chết luôn rồi. Xong. Rồi, xong. Từ từ em ơi. Con là con phải nào vậy? Ừ, nó còn thằng cung lôn hay thằng nào á. Cung lôn chết rồi. Vậy là team nó chết rồi. Vậy còn thêm thiên nhẫn, team thiên nhẫn với lại con trường ca thôi. Xong gắm nó chết rồi. Năm độ. Cái pha đó em hơi ẩu á. Em không có hồi sinh mà em dí nó chứ ăn luôn cái lòng của đàn thị luôn. Em hơi ẩu vì do em rồi chứ do ai. Con gấm gà. Ê con thiên vương nè. Ừ con thiên vương. Trường ca. Trời. Là mơ còn thiên nhẫn á. Em còn hồi sinh đúng không em? Tại Dương muốn chết chưa? Dương muốn chết rồi. Vậy thì khỏe rồi. Ờ, năm đọc con luôn hả? Con luôn chị rơi.
Minh Giáo đó. Nãy có Minh Giáo. Không, không có Minh Giáo, nó bị điên á, phải đó. Đi đi quanh tìm nó đi. Năm độc về thân cớ thì phải. Về một đi. Năm độc có bảo kích nha. Năm độc có bảo kích nha. Ừ, còn Thiên Dương à, Thiên Dương, Thiên Dương lẻ Thiên không biết kìa. Còn thằng thằng dạ là con Minh Giáo chết rồi á. Này có thấy thằng thân cư mệt nữa thôi kìa, chả nó mệt quá. Em cứ đẻ thôi, em vô em đẻ thôi. Nói say là mạnh anh ấy chạy nha, không có giữ được đâu. Ừ. Nè. Chị qua, bên này năm độc này nó chạy bên. Mở rồi đi. Mở đi. Lên nè. Đây nó kìa. Năm độc bị giữ nè em ơi. Bảo kích kìa. Bảo kích, bảo kích, bảo kích. Chưa ăn á, bảo đây. Kích chưa ăn. Rồi. Còn Thiên Dương á, từ hết chiêu nha, hết chiêu, hết chiêu. Hơi mỏi đi, hơi mỏi đi. Đây. Thiên Dương đâu vui. Em cứ đánh bơ bót nữa. Ờ đánh quá đi. Kìa. Ê, Thiên Vương thân cơ nha. Chạy đi em ơi. Có máu Thiên Vương được rồi. Rồi chạy đi. Chạy đi, chạy đi mất. Rồi. Để nó hai tay mình giữ máu mà để nó có máu hay nè. Nó cũng tệ đi nha. Giờ mở dí nó được rồi. Đi dí luôn em ơi, đi dí luôn. Nó mất bể rồi, còn hai tay còn mình đó đó. Đi dí nó đi, đừng cho hơi nó rồi nó. Dí nó đi. Thẳng mà. Có bảo bảo kích kem ơi. Bảo kích ăn bảo kích cho mới nè. Anh có rồi, anh có rồi. Ăn đi rồi. Bố chắc nhường lại cho Thiên Vương, nếu Thiên Vương nó phai cho đâu hay gì vậy hai. Nó dùng môn nha, nó dùng môn nha. Nó dùng môn chứ phải là Thiên Vương nha. Nó dùng môn phải kia. Nó lên kìa, nó lên hạ, nó lên rồi dương môn nha, còn dương môn nha. Hai thằng mất mất hết rồi, hai thằng mất hết rồi. Nó lên một rồi. Một thằng chết. Rồi, một đứa chết, còn đứa nữa. Còn dương môn. Nó dưới 7 á. Rồi không sao. Không, nó dưới 6 nè. Đây đây đang đang. Đó qua 5, qua 5, qua 5. Đang chạy ngược tượng ngõ chá đó. Chịp ra. Mày làm được gì vậy? Đi theo anh chạy. Cái đoạn đó mà em không mẫu là em sống rồi. Không chịu qua. Rồi ok, như anh em cũng có thể nhìn thấy thì cái trận này cũng khá là căng thẳng đúng không anh em. Team của mình là về tầm khoảng vòng 2 á, con Minh Giáo nó có thể hồi máu ok thì team mình mới quẩy ok được anh em. Nhưng mà khá là tiếc, trong cái lúc mà giết xong con boss thì ngấm thúi nó chết ngắt. Tham dĩ thèo tài chết ngắt. Và cái vòng 3 mình với lại bạn mở đã trình diễn anh em ra không, quét người chơi đồ các kiểu cực kỳ kinh khủng khiếp. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh em của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái đồ cái chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới cái mà mình vừa up video mới lên nha em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.